Xin chào mọi người, mình là Tina. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tina. Thì ngày hôm nay mình có mời bạn Nghĩa, bạn là đồng nghiệp của công ty của mình. Thì bạn cũng đang trong cái quá trình mà apply đi du học Mỹ, nên là có gì Nghĩa em chia sẻ thêm với các bạn nha. Hello, xin chào mọi người, mình là Nghĩa. Hiện tại mình đang công tác chung công ty với chị Tina. Thì trước đây mình là sinh viên trường đại học ngoại thương. Thì sau khi mà mình đi học, đi làm vài năm á, thì mình cũng có dự định là du học MBA tại Mỹ. Và được biết là chị Tina khá là thành công khi mà apply học bổng nè, cũng như là phỏng vấn visa. Nên trong video clip này mình cũng nhờ chị Tina chia sẻ giúp mình một vài gọi là tips để mình có thể đạt được những cái thành tựu như chị. Thật ra thì về cái background hồ sơ của chị cũng không có phải là được gọi là quá xuất sắc đâu. Tại vì có những người mà họ giỏi hơn mình, họ đạt được luôn 100% học bổng mà. Đó, thì cái này là chị chia sẻ sơ về cái kiến thức là sao mình đạt được như vậy thôi. Thì thứ nhất là nếu như mà các bạn mà đi du học theo dạng đại học thì các bạn sẽ phải cần có bảng điểm và cái bằng cấp 3 nè. Đó, nếu các bạn đi học thạc sĩ thì các bạn sẽ cần bảng điểm và bằng đại học. Thì song song với những cái đó, mình sẽ cần phải viết thêm một cái bài luận personal statement nữa. Thì ở trong cái personal statement này mình sẽ có nhiều cái đoạn khác nhau. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái background của mình, là mình học cái ngành gì, hoặc là cấp 3 mình đã tham gia những hoạt động nào, điểm ra sao, là mình phải show off ra. Đó, xong rồi tiếp đến mình sẽ bước tiếp đến là lý do vì sao mình lại mong muốn mình học cái ngành này. Và sau khi mà mình đã giải thích ra được là cái ngành này sau này nó sẽ giúp ích gì cho mình trong tương lai, thì mình sẽ bước tiếp đến là vì sao mình chọn học ngành này tại trường này. Thì cái lúc này mình sẽ phải nghiên cứu một tí là khi cái trường này có rank bao nhiêu ở cái ngành học này, để mà mình show off ra cho trường thấy là mình có tìm hiểu, đúng không? Đó, thì xong rồi mình mới bước cuối cùng là vì sao mình lại chọn học ở Mỹ. Đó, thì đó là hoàn tất một cái personal statement. Thì cái điều quan trọng nhất có lẽ là mấy cái từ ngữ mình để trong đó. Với lại em cũng khá là tò mò, thì thêm được biết thì các trường đại học ở Mỹ là họ tìm kiếm những cái profile không phải là thực sự là tốt nhất, mà là những cái mà phù hợp nhất. Phù hợp ở đây có nghĩa là các bạn thể hiện được những cái tính khác biệt của các bạn trong những cái hồ sơ của các bạn đó. Thì không biết là trong cái bộ profile của chị thì chị nghĩ đâu là cái điểm khác biệt của chị? Câu hỏi rất hay. Thật sự thì ở bên Mỹ người ta sẽ, cái phần mà học vấn người ta sẽ chỉ là một phần thôi, một phần nhỏ thôi. Thì chị nghĩ cái phần mà điểm khác biệt nhất đó là chị có dạy tiếng Anh và chị có kinh nghiệm đi làm 2 năm, là song song với cái việc mà giảng dạy tiếng Anh 7 năm rồi, thì chị có sau khi tốt nghiệp ra chị đi làm. Thì trong lúc mà mình liệt kê những cái đó ra thì có lẽ cái chị hơn một vài hồ sơ khác đó là cái kinh nghiệm việc làm thôi. Nếu mà nói về MBA á, tức là mình học master á chị, thì không biết là trường bên chị apply thì họ có yêu cầu là mình các bạn ứng viên là phải đi làm tối thiểu là bao nhiêu năm không chị ha? Nó sẽ có hai hướng cho mình luôn. Một là các bạn sẽ đi làm tầm cỡ 2-3 năm. Thì sẽ có những trường họ yêu cầu như vậy, nhưng mà sẽ có những trường không. Cách thứ hai là mình vừa học xong đại học, mình sẽ học tiếp lên luôn. Đó, mình sẽ học tiếp lên luôn thì cách đó cũng được. Nhưng mà chị thấy nha, đa số là các trường khác sẽ yêu cầu cái bằng tên là GMAT. Đúng rồi. Thì cái trường chị lại không có yêu cầu cái bằng đó. Nếu được chị có thể chia sẻ thêm về cái trường mà chị apply thành công được không? Nó ở bang nào và lý do vì sao chị chọn trường đó luôn á? Thực sự thì cái trường mà chị apply thành công là Northeastern State University ở bang Oklahoma. Thì thật ra lúc đầu là dự tính học online thôi để mà cho chi phí nhẹ với lại ở với gia đình, nhưng mà khi mà cân nhắc á, là việc học online mình chỉ được có cái kiến thức nè, cái tấm bằng là maximum rồi. Đúng rồi. Nhưng mà đi du học thì lại cho mình cái trải nghiệm. Nên là chị quyết định chị đi du học. Thì khi mà chị search ở trên mạng á, chị tìm là cái trường nào rẻ nhất. Đó, thì chị mới thấy nó và bắt đầu chị tìm hiểu về nó. Thì bắt đầu mình mới cảm thấy thích ở cái bang này. Nó nôm na nó quê lắm, nó như đồng quê vậy đó. Em biết cái không khí buồn ở Đà Lạt không?
Trời, nó giống vậy luôn hả? Không, nó tệ hơn vậy nữa, nó buồn hơn như vậy nữa. Không, nhưng mà em nhớ là chị có show cho em một vài bức hình, em thấy là phong cảnh nó khá là đẹp á. Nó đúng có rồi. Đồi núi, rồi cây phong, rồi đủ thứ, khá đúng. Là thú vị. Nhưng mà em biết là chị là người Sài Gòn, không biết là chị có thích nghi được với những cái cuộc sống như vậy không chị ha? ai cũng hỏi chị câu đó, nhưng mà chị nghĩ nha, sống lớn lên ở Sài Gòn nó quá đông đúc thì có lẽ mình sẽ cần cái khoảng thời gian để mà mình đi về, đi về miền quê mình sống. Chưa bao giờ về quê bao giờ, tại có quê đâu về quê Sài Gòn nè. Ok, thì em cũng xem cái trường của chị như là một cái gọi là một cái điểm đến để em sắp tới để em apply, biết đâu thì hai chị em mình có thể gặp nhau ở đó. Đúng rồi. Đó. Rồi có một cái câu hỏi nữa là em thấy là ngoài em ra thì cũng có nhiều bạn khá là quan tâm về phần hồ sơ E20 á. Thì chị có thể chia sẻ về phần này luôn được không chị ha? Thật ra thì E20 á nha, lấy E20 nó rất là dễ, nó không có khó đâu mọi người. Mình sẽ chỉ cần đáp ứng được cái điểm GPA đầu vào của trường này. Thứ hai nữa là cái bằng tiếng Anh. Một là mình thi IELTS thì hầu hết là du học mà theo dạng đại học lịch minimum là 5.5. Còn thạc sĩ thì sẽ là minimum là 6.5. Nhưng mà có những cái trường họ sẽ cho mình thi Duolingo. Thì nếu như mà trường nào cho mình thi Duolingo thì mình hãy thi cái đó, vì nó nhanh, nó rẻ, mà nó còn dễ hơn IELTS nữa. Đó. Thì xong rồi, ngoài mấy cái như bằng cấp, bảng điểm ra thì chị nghĩ như đó thôi à. Thì gọi là tổng kết lại những cái quy trình như vậy, tức là quy trình chuẩn bị của chị là cũng như là khi mà chị phỏng vấn visa luôn là nó tầm bao lâu chị ha? Chị bắt đầu có ý tưởng đi du học là từ tháng 3. Và bắt đầu lên kế hoạch lấy bảng điểm, rồi viết personal statement, rồi đi phỏng vấn. Cái quá trình lấy E20 nó chỉ có mất 1.5 tháng thôi. Là tại vì trong 1.5 tháng đó chị phải thi lấy cái bằng Duolingo nữa. Đó, thì xong rồi đợi đến ngày phỏng vấn. Đó, thì chị nghĩ đâu đó nó chỉ trọn vẹn từ 1.5 tháng đến 2 tháng thôi. Ok, đó. Thì đó là những gọi là những cái thắc mắc hiện tại của em. Thì em nghĩ là sắp tới em apply thì em cũng có rất là nhiều băn khoăn. Thì em cũng hy vọng là chị Lan Anh sẽ giúp em cũng như là giúp các bạn ở đây. Thì em nghĩ là các bạn ở đây cũng có khá là nhiều câu hỏi á. Thì mà bạn nào mà có những câu hỏi nào thì các bạn cứ để lại phần bình luận, thì chị Ina sẽ gọi là giúp các bạn giải đáp những cái thắc mắc đó. Thì em cũng được biết là sắp tới thì chị cũng có cái plan gọi là làm những cái vlog về cuộc sống ở bang Oklahoma. Thì em cũng hy vọng là sắp tới các bạn theo dõi chị Tina về những cái chuỗi vlog này nha, mà các bạn gọi là subscribe kênh YouTube này để theo dõi nhiều video thú vị của chị Tina. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này từ đầu đến giờ. Thì phần cuối cùng thì Tina rất là cảm ơn các bạn lần nữa, và các bạn hãy nhớ đăng ký, like, share cái video này nha. Và rất là mong chờ cái hành trình sắp tới của mình ở bên nước Mỹ như thế nào, đặc biệt là ở Oklahoma. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.